Giang ơi Giang, Quốc Khánh về thăm nè con. Khoan, Quốc Anh, Quốc Anh, anh nghe không có lầm. Đây là tình một đêm nghiêm túc mà em nói đúng không? Thời đại bây giờ rồi thì như vậy là có rồi. Đánh dấu chủ quyền cũng là vi phạm luật đó nhớ chưa? Nếu như con không tự giác thì nội sẽ tự quyết. Ngày nội mời bạn bè đến họp mặt, nội sẽ giới thiệu Quốc Anh là bạn trai của con. Anh sẽ không bao giờ dính vô mấy cái vụ lằng ngoằng đó. Ok, con là bạn của Giang nhưng mà là friend with benefit. Con nói cái gì? Mối quan hệ của hai người rõ ràng là trên hợp đồng nhá, hơn đôi bên cũng có lợi còn gì nữa. Lúc đầu em nói với anh sao? Đóng giả làm bạn trai, anh ok. Còn bây giờ đi ký giấy kết hôn, về nhà ở chung nữa. Dẹp, đi về đi. Lâm ơi, đi giúp em một lần này nữa thôi mà Lâm, em xin anh. Không nói gì hết đó. Anh nói đi là đi. Dẹp, Lâm. Quý hợp đồng đi. Giang, em bị sao vậy? Hai người làm cái gì vậy? Hả? Cảm ơn Quốc Anh nha. Nếu như Giang muốn, cô anh có thể quan tâm Giang bất cứ lúc nào mà. Rồi kết cục của cuộc chơi này, đứa nào yêu trước là đứa đó thua, đúng không? Giang lúc nào cũng vậy mà. Lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ.